Ok, xin chào tất cả các bạn là khách hàng của vaithuhai.com. Mình là Bùi Sơn Tâm, hiện tại là CEO và là founder của Vài Thứ Hay. Vài Thứ Hay là dự án mình đã bắt đầu cách đây 5 năm và là một trang thương mại điện tử chuyên phát triển và kinh doanh các cái sản phẩm công nghệ mới, mỹ thuật công nghiệp, với mong muốn mang lại cho khách hàng một nơi có thể trải nghiệm được tất cả các sản phẩm có tính đột phá về ý tưởng, hoặc những sản phẩm có tính thiết kế sáng tạo, hoặc đơn thuần là những sản phẩm có tính tiện ích phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Chính vì vậy mình đã tận dụng gần như là toàn bộ nguồn lực để xây dựng một cái website thật sự ấn tượng và rõ ràng cho khách hàng trải nghiệm các sản phẩm mới mẻ chỉ với một lần lướt web, để đảm bảo được trải nghiệm mua sắm của khách hàng là tốt nhất với các sản phẩm được bảo hộ bởi thương hiệu Vài Thứ Hay.